kể chuyện đêm khuya quả báo đáng sợ của nghề cắt đầu lột da ếch nhân quả báo ứng không sai một ly hầu hết chúng ta trong cuộc sống đều cho rằng bò gà heo vịt là những vật dưỡng nhân tức là để phục vụ tất yếu cho mạng sống của con người tuy nhiên nghĩ như vậy thì có thật sự công bằng hay không khi tất cả mọi loài trên cuộc đời này đều khát khao sự sống đặc biệt là con người chúng ta ỷ mạnh nên đã tàn sát biết bao nhiêu là sinh linh để phục vụ cho lợi lạc của chính bản thân mình trong đạo phật mọi loài vật đều có phật tánh đều có sự bình đẳng như nhau cho dù là những loài sinh vật bé nhỏ nhất chúng cũng luôn muốn được sống và con người chúng ta cần tôn trọng sự sống đó. Đã có những người vô tình hoặc cố ý sát hại sinh vật mà mang những khổ báu về sau. Chùa Phước Hưng có diện tích khá khiêm tốn, trụ tại ấp Thành Hiệp, xã Hòa Thành, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Có một vị trụ trì còn rất trẻ, Đại Đức Thích Minh Hòa. Thầy là người có tâm từ bi, ngoài việc hoàn pháp lợi sanh thầy và các Phật tử còn mở rộng một phòng bắt mạch, tặng thuốc nam miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo. Một tháng, chùa thầy điều trị cho hơn 10.000 bệnh nhân đăng ký trước. Thầy làm điều này, ngoài việc lợi ích cho chúng sanh mà còn là lòng hiếu thảo, đem công đức này sám hối hồi hướng cho mẹ. Ít ai thấy được bên việc cứu người thầy còn mang nặng nỗi niềm với người mẹ đang héo gầy dần theo năm tháng. Vì những nghiệp bất thiện mà mẹ đã làm khi còn trẻ. Chăm sóc cho bà là điều không khó. Cái khó ở đây là phải làm sao để chuyển hóa cho bà được an ổn nhẹ nhàng. Đó là mong ước lớn nhất mà thầy luôn xót xa triệu nặng. Thầy Thích Minh Hòa đã kể về cuộc đời của thầy và mẹ thầy như sau. Năm chín tuổi, thầy vô chùa để tu, làm chú điệu đến năm 13 tuổi. Thầy xin sư phụ quay về để phụ giúp mẹ, vì thấy mẹ bên ngoài sống khổ quá. Phải chăn bò, chăn vịt, cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn không đủ ăn. Về nhà không biết làm nghề gì, nên mỗi đêm thầy đi soi ếch, nhái, chích điện cá. Mùa khô không có cá, thầy đi soi nhái, bồ tọt, cóc, nhái bắt về. Con nào mạnh chân quá thì bé giò, bé cẳng. Sau đó mẹ thầy mới cắt đầu, lột da. Thì các chú ếch nhái vừa chắp tay lại, vừa rung lẫy bẫy. Nhưng lúc đó không biết xót thương. Cá bị chích điện xong lựa ra. Con nào lớn thì đem ra chợ bán. Con nào nhỏ thì để dành ăn. Hai mẹ con thầy đã hành nghề này một thời gian và làm ba công ruộng để mua gạo kiếm sống. Sau đó, thầy lên Sài Gòn làm thêm rồi quay trở về. Cảm thấy có gì đó sai trái ở nghề nghiệp nên mới phát tâm bồ đề. Hai mẹ con thầy hướng về Phật Pháp. Quả báo đến trước với thầy Bắt đầu là căn bệnh viêm đa khớp, các khớp tay chân đều sưng lên, tưởng chừng như mất mạng thầy hiểu là do nhân quả của mình. Bé giò bẻ cẳng ếch nhái, rắn chích điện đem bắn, còn đâm mù mắt chúng. Căn bệnh khớp kéo dài 2-3 năm vẫn không chữa được, nên thầy quyết tâm trở thành một thầy thuốc cứu chữa cho mọi người. Hồi đó gây tạo nghiệp bao nhiêu? Bây giờ thầy phải cố gắng tạo nghiệp thiện lành để bù đắp cho quả báo được nhẹ đi. Giống như giống như một nắm muối hòa vô ly uống không được vì mặn. Nắm muối đó hòa vô cái thâu cũng còn mặn. Nhưng nếu hòa vô một dòng sông thì nước không còn mặn, có thể dùng được. Nắm muối là ví dụ cho quả báo ác. Ly nước là tích tiểu thiện, thâu nước là tích trung thiện, còn sông là nước đại thiện. Việc thiện tốt lành càng nhiều thì quả báo sẽ vơi nhẹ đi. Tâm nguyện của thầy là giúp đạo cứu đời bằng hành trình đi tìm cây thuốc nam. Mẹ thầy thì do hồi trước các đầu ếch nhái đem ra chợ bán, mỗi ngày 500 đến 1.000 con, trong cả một khoảng thời gian dài, thì biết bao nhiêu là chúng sanh bị sát hại. Năm 2003, thầy đang tu ở chùa Minh Hải, thì bà cụ ở nhà phát bệnh. Đang khỏe mạnh, thì đột nhiên toàn thân bà sùng mình rồi sung rẩy, tay chân co quắp, mắt mù, cho đến thời điểm hiện tại. Thân của bà giống như con nhái lúc bị cắt đầu, cắt chân tay, lột da, mà chết rất là khổ. Thầy hiểu nguyên nhân chính mùi, quả báo cũng đã đến với mẹ, nên lấy làm thương xót. Chỉ mong cho mẹ thầy nương theo tam bảo, đến cuối đời được A-di-đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Từ kinh nghiệm của bản thân, thầy khuyên các quý Phật tử nên ăn chay phóng sanh, niệm Phật để quả báo hậu quả của mọi người sẽ được tốt hơn. Còn như bây giờ mình háo sắc hay ăn thịt chúng sanh thì từ bây giờ cho đến sắp lâm chung nhân quả nó sẽ đòi. Thầy và mẹ thầy đã và đang trả quả, là một bài học cho tất cả mọi người. Cần ý thức rằng cuộc sống ở thế gian này chỉ có 70 đến 80 năm thôi. Ăn không được bao nhiêu, rau cháo hay cao lương mỹ vị gì thì cũng qua một ngày. Thế nhưng nếu ta không sát sinh ăn chay, nghiệp báo mình thọ lãnh sẽ tốt hơn. Khi ra đi ăn lành hay không ăn lành thì nếu chịu khó quan sát sẽ biết ngay. Sau đó tái sinh về đâu, cõi lành, trời, người, Atula, hay giữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều do nghiệp thiện ác mình đã gieo. Ngoài ra, từ câu chuyện của thầy Thích Minh Hòa, chúng ta còn thấy được tấm lòng hiếu thảo của thầy đối với mẹ thầy. Trong kinh Tăng Chi Y, Đức Phật đã nói về công ơn cha mẹ như sâu Này các tỳ kheo, có hai hạng người, người ta nói khó có thể đền ơn, đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cổng mẹ, một bên vai cổng cha. Cứ cổng như thế suốt một trăm năm, cho dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên ấy, cũng chưa đủ tra ơn cho cha mẹ. Chính vì công ơn cha mẹ sâu nặng như thế mà người con không thể lãng quên. Nhưng làm thế nào để đền đáp được công ơn ấy? Đức Phật dạy, những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường bằng của cải vật chất, tiền bạc thì không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ nhưng những ai đối với cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an trú vào lòng tin đối với cha mẹ theo ác nghiệp thì khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an trú vào thiện nghiệp đối với cha mẹ sang tham thì khuyến khích hướng dẫn cha mẹ hướng dẫn cha mẹ an trú vào bố thí đối với cha mẹ theo tà kiến á kiến thì khuyến khích, hướng dẫn cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ an trú vào chánh kiến, trí tuệ. Như thế là làm đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rộng lớn như trời biển. Làm sao con cái có thể đáp đền bằng những giá trị tầm thường như tiền bạc của cái vật chất? Của cái vật chất không thể so sánh được với những tình cảm thiêng liêng quý báu mà cha mẹ dành cho con. Vì vậy, để đáp đền công ơn cha mẹ, ngoài việc kính yêu, hiếu thuận và phụng dưỡng, con gái phải hết lòng quan tâm cha mẹ về mặt tinh thần, chăm lo đời sống tâm linh của cha mẹ. Chỉ như thế mới có thể báo hiếu một cách trọn vẹn. Ngoài việc lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ và làm cho cha mẹ sống vui vẻ hạnh phúc, người con cần phải biết hướng cha mẹ đi trên con đường lành đó là lo cho cha mẹ trong đời sống hiện tại và tương lai lo cho cha mẹ lúc sinh tiền và cả sau khi khuất bóng người con khuyến khích hướng dẫn cha mẹ sống đời sống chân chánh để hiện tại được an lạc đồng thời làm dân an vui hạnh phúc trong đời sống vị lai nếu cha mẹ không có chánh tính thì người con giúp cha mẹ có chánh tính. Nếu cha mẹ không có chánh kiến, thì người con giúp cha mẹ có chánh kiến. Nếu cha mẹ sống tà mạng, tà nghiệp, thì người con hướng cha mẹ về tránh mạng, chánh nghiệp. Cha mẹ không tin tam bảo, thì người con có bổn phận hướng dẫn cha mẹ kính tin, giúp cha mẹ quay về nương tựa tam bảo. Người con chẳng những giúp cha mẹ tạo nhân duyên lành để có được đời sống an lạc trong hiện tại và vị lai, mà còn có thể khuyến khích, hướng dẫn cha mẹ tu tập, hướng đến con đường giác ngộ, giải thoát. Đó chính là tột cùng của sự bao hiếu. Hiếu thảo với cha mẹ là việc làm tất yếu. Việc làm đó trên cả bổn phận và trách nhiệm, vì đó là đạo đức, là nhân cách của con người. Cẩn thận khi treo nhân. Năm ngoái, cung tiên sinh cùng vợ đồng đến ba kiến hòa thượng Diệu Pháp. Vừa gặp, đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Tiên sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm, mắt to, môi dày. Tính cách của ông khiến người đối diện có cảm giác ông rất chân chất, trung thực. Thế nhưng tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Vợ ông kể một buổi tối, cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối ôm nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp, biện sự nghiêm túc, có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ chồng bà trong lòng rất phiền bực, u uất nên luôn có ý muốn trả thù. Đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt cũng chỉ nghĩ được một chút. Bà sợ tinh thần của chồng có vấn đề, nên đến thỉnh hòa thượng. Hòa thượng bảo cung tiên sinh, việc này có liên quan đến chuyện sát sinh, ăn thịt của ông. Công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, chẳng nên ôm hận người thủ ác tinh thần của ông không có vấn đề gì mặt ông sau khi hồi phục sẽ không còn lưu lại sẹo còn nữa muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp họa này nữa thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thường niệm nam mô quan thế âm bồ tát ngoài mặt thấy ông đồng ý phân chịu nhưng ngó bộ tâm tư đang cố kiềm chế lắm sư phụ xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại sau khi hai vị khách này về rồi sư phụ bảo tôi bởi vì vợ ông ở đó có vài việc ta không tiện nói ông ấy vốn chẳng tin phật mà chuyện nhân quả đời trước ông cũng không tin sáng mai con hãy gọi điện cho cung tiên sinh bảo nếu ông thường được người mời đi ăn tiệc dùng hải sản tươi sống thì không nên đi Do làm việc ở Pháp Đình nên ông được người khẩn khoản đãi đằng mời ăn uống luôn. Không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp. Nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh thì sẽ góp phần tăng thêm quả báo bị bỏng. Rồi sư phụ kể cho tôi nghe. Cùng tiên sinh đời trước là một phú ông có tâm từ bi thường xót người nghèo. Nhờ thường hay bố thí nên đời này không vất vả về ăn mặc ông có phúc báu, tuy tốt bụng, song làm thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao tự phụ. Vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ, ông đang chăm chú đọc sách, thì có một tớ gái cần hỏi gì đó, nên bước vào gần đến phú ông, rồi nó thình lình lên tiếng, làm chủ nhân giật mình thế mà ông nổi cơn thịnh nộ, hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn, hắt vào mặt cô gái. Nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì, đau đớn sợ run, ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt, nhưng chẳng thể hủy dung nhan. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đấy. Tôi nghe sư phụ khai thị, trong lòng thấy cảm khái trong kinh địa tạng giảng chúng sinh ở thế giới này cử tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp không gì mà không là tội một chút hành động không đúng phép dù trải qua trong ngàn kiếp nghiệp tạo vẫn không mất nhân duyên hội ngộ là tự thọ quả báo mỗi một phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hạnh sửa mình liêm chính ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thường dụng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới, có hối hận thì đã muộn. Diễn tiến tiếp theo, tôi chẳng cần viết ra dài dòng chi nữa. Hòa thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì. Chỉ biết rằng sau đó, cùng tiên sinh đã bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn. Câu chuyện dưới đây kể về một người đàn ông đã trải qua nhiều ca phẫu thuật để loại bỏ các cục bú não. Hòa thượng Diệu Pháp đã nhận ra rằng người này giết nhiều động vật tàn nhẫn. Bệnh tật của người đàn ông này là kết quả của những việc làm tàn ác ngày trước. Sau khi người đàn ông này sám hối, ăn chay, niệm Phật, tình trạng sức khỏe của ông đã cải thiện nhưng vẫn qua đời sớm do nghiệp sát quá nặng. nghiệp quả sát sinh động vật giả mang. Lữ tiên sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. Ba năm trước, do hai vị bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, thì mới phát hiện trong đầu có cục bướu não đè dây thần kinh, dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hỏng trên đầu để lấy cục bướu ấy ra hai năm sau lại phát hiện trong đầu có một bú to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật lần nữa. Năm nay, bác sĩ kiểm tra nói, tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái bú còn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu vào được nữa, vì vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình huống nan giải này, ông liền đến thịnh cầu hòa thượng diệu pháp khai thị hòa thượng nói ông ngày trước có công tác trên biển phải không ông đã từng giết rất nhiều rùa hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự đóng đinh trên ván rồi mới đánh vẫy moi ruột nó lữ tiên sinh nghe thế thì giật mình dạ đúng vậy con từng đi hải quân ba năm trường kỳ sống trên đại dương hàng ngày đều bắt cá ăn. Biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn một mét. Cá bự mà dãy dùa dữ quá, con liền dùng cây đinh to, đóng đầu nó dính trên ván, sau đó mới bắt đầu đánh vẫy, moi ruột. Sư phụ, sao ngài có thể nhìn thấu cả một thời quá khứ của con tài như thế? Hòa thượng chậm rãi trả lời, bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu con cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa bệnh. Cá sống bị đóng đinh trên ván đau đớn dãy dùa. Nó đang còn sống mà bị ông đánh vẫy, mổ ruột, moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng đến với ông từng lần, từng lần một. Tôi e rằng trên đầu ông không chỉ khoan hai ba lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Đáng sợ là suốt năm phải triền miên, bị thống khổ dày vò trên giường bệnh, sống không bằng chết, không được thiện chung. Lời hòa thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê. Lữ tiên sinh khẩn thiết sư phụ, Ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu đệ tử. Sư phụ hiền hòa nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì phải trả báo tội lỗi ngày xưa, chính ngươi buộc là phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thề dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều thì có thể chuộc được lỗi xưa. Lữ tiên sinh ngày hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh địa tạng và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã viết. Mãi đến hơn hai năm sau, lúc ông ta tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp cho tiên sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục. Nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới có thể là căn bản cầu phúc, cầu thọ. Phải trả nghiệp do tham lam Trong một lần Đức Phật đang thuyết pháp, có một ông già bần cùng mà thọ đến 200 tuổi, lông mày dày đẹp, hai lỗ tai rộng lớn, săn trắng và đều đặn hai tay dài qua gối, dung mạo tựa như người có phước, nhưng chịu cảnh nghèo khổ, quần áo không đủ để che thân, sách nát lõa lồ, lại thường bị cảnh đói khát, kéo lê từng bước, vừa đi vừa thở một cách mệt mỏi. Đã trải qua nhiều năm, ông nghe có Phật tại thế, trong lòng rất vui mừng, ngày đêm luôn luôn phát nguyện được gặp Phật ông chống gậy lần hồi tìm đến cầu mong được ý kiến ngài. Chẳng may vừa đến ngõ tịnh xá, ông lại gặp phải các vị phạm thiên đế thích chặn lại không cho vào. U uất ông già mới kêu than: ở trong Phật đã biết việc gì đang xảy ra giữa ông già và phạm thiên đế thích ở ngoài ngõ tịnh xá. Phật mới quay sang bảo A Nan hãy ra cho ông ấy vào. Bấy giờ ông già lờm cộm đi vào, vừa trông thấy Phật, ông rưng rưng hai hàng nước mắt, vừa mừng vừa khóc, cúi đầu sụp lại trước Phật, rồi quỳ thẳng, chắp tay sụp sùi kính bạch. Con sinh ra đời bất hạnh, chịu cảnh bần cùng khốn khổ, đói khát lạnh lẽo, cầu chết không được, sống thì không biết nhờ cậy ai. Con nghe Thế Tôn là một bậc nhân tự yêu thương che chở khắp tất cả. Muôn vật đều được nhờ ân đức của Thế Tôn. Tâm con vui sướng, đêm ngày phát nguyện, mong được một phen chiêm ngưỡng tôn nhang từ 10 năm qua. Nay mới được kết quả như nguyện. Phật dạy, phàm làm người ở cõi đời, sinh tử đều do nhân duyên. Do nhiều nhân duyên tạo ra gốc rễ tội lỗi. Ta sẽ nói cho ông rõ nguồn gốc của tội lỗi mà ngày nay ông đã gánh chịu. Đời trước ông sinh vào nhà Minh Huệ phương là một ông vua cai trị một đại cường quốc. Khi đó ông là thái tử kiêu quý, trên được phụ vương và mẫu hậu quý trọng, dưới được thần dân kính phụng. Vì thế, ông hết sức kiêu căng, tự cao tự đại, tâm ý buông lung, khinh ngạo mọi người, xem thường tất cả, giàu có cự phú tài sản muôn ức đều là chiếm đoạt của dân. Trong họ nghèo cũng bởi vì thế khóa thu hết. Ông chỉ biết gom góp chứ không biết bố thí. Bấy giờ có một vị sa môn tên là tịnh chí từ xứ xa đi đến. Vì thiếu một cái pháp y nên tìm đến ông, mong ông bố thí một cái mà thôi chứ không mong cầu gì nhiều. Nhưng ông tuyệt nhiên không cho, lại còn đối xử một cách quá tệ ác đã không cho pháp y lại không cho ăn ông bắt vị sa môn vô tội ngồi mãi trước nhà muốn đi ông vẫn không cho qua bảy ngày bảy đêm không cho một hớp nước thân thể đã ngất xỉu hơi thở thoi thóp tính mạng sắp nguy kịch coi đó như một trò vui cho tập trung nhiều người đến xem ông lấy làm vui thích lắm Lúc ấy có vị cận thần khuyên can ông rằng Thái tử chớ nên làm như vậy Đây là một vị sa môn hiền từ khiêm tốn Bên trong mang cả tinh thần đạo đức Sự lạnh lẽo bên ngoài đối với con người ấy Không có gì đáng gọi là lạnh lẽo Và sự đói khác cũng không đáng là đói khác Sở dĩ đến đây xin là muốn gây phước đức cho kẻ khác thế thôi Thái tử đã không bố thí thì thôi đừng nên gây cùng bức cho người tốt hơn là thái tử trả tự do cho vị sa môn này đi đừng nên gây thêm điều tội lỗi thái tử đáp rằng đây là người gì mà giả xưng là đạo đức ta cho chịu khốn khổ thử chơi chứ ai để cho chết làm gì khanh đừng lo thôi khanh thả cho ông đi nói xong liền cho thả vị sa môn đi ra khỏi thành vì sa môn đi khách thành khoảng 10 dặm lại gặp phải bọn giặc cướp bị đói lâu ngày muốn bắt vị sa môn giết ăn thịt tình cờ có thái tử đi đến thấy sự kiện như thế tự nhủ rằng ta đã không cho cơm áo vị sa môn ấy thì thôi cho đầu lại nở để cho bọn giặc đói giết hại ta phải cứu người bọn giặc đói ấy thấy thái tử can thiệp nên cả bọn đều sụp lạy xin tha tội và thả cho vị sa môn đi. Vị sa môn lúc đó nay là Bồ Tát Di Lặc đây. Thái tử kiêu quý lúc đó nay là ông đây. Sở dĩ ông phải chịu tội bần cùng khốn khổ là do đời trước tham lam bòn sẻn. Lý do này ông được trường thọ là bởi cứu mạng sống vị sa môn. Tội phước báo ứng như bóng theo hình. Ông già bạch Phật việc quá khứ đã rõ ràng như vậy, con xin nguyện được vũ sạch từ đây, mà nguyện đem mạng sống thừa này được làm sa môn, về sau đời đời được hầu bên Phật. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa, thì tự biết rằng sẽ cho họ quả ngọt. Hoặc nếu họ gieo hạt ớt, thì dù chưa đến kỳ trái chính ta cũng đã biết được người đó sẽ thu về quả cây ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ thế nhưng lời phật dạy về lòng tham khẳng định rằng tham lam không phải là bản chất của con người nhân chi sơ tính bổn thiện con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng trái tim thuần hậu và thiện lương lòng tham lớn dần theo năm tháng qua những bể dâu mà mỗi người đã gặp phải. Người không biết tiết chế lòng tham thì lòng tham cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Đầu thai làm con để đòi nợ Trong một thôn nọ có một gia đình rất giàu có, mọi người thường gọi là triệu phiên ngoại. Ở cách nhà họ khoảng hai dặm, có một gia đình nông dân họ kỹ mà người thường gọi là kỷ lão tam kỷ lão tam là người biết làm một chút các công việc xây dựng cho nên ông thường xuyên đến nhà triệu phiên ngoại để làm các việc đó cho gia đình này mỗi lần kỷ lão tam đến làm việc nhà triệu phiên ngoại đều trả cho ông không ít tiền công bởi vì hai nhà thường xuyên qua lại nên triệu gia gọi kỷ lão tam là kỷ đệ còn kỹ lão Tam gọi Triệu gia là Triệu đại ca. Một năm nọ, cả nhà Triệu phi ngoại đều phải đến phía Nam làm việc trong thời gian mấy tháng mới trở về. Triệu phi ngoại mới gọi kỹ lão Tam đến nói chuyện. Kỷ đệ, hai gia đình chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp. Nay ta gọi đệ đến là có chút việc muốn nhờ, không biết là Kỷ đệ có giúp được hay không. Kỷ Lão Tam nói, Triệu đại ca, đại ca có việc gì cứ việc nói. Nếu làm việc để có thể xử lý được, thì nhất định sẽ cố gắng làm. Triệu viên ngoại nói, ta có một lượng lớn rượu quý, chỉ sợ người ngoài lấy trộm mất, muốn chuyển đến nhà đệ để trông coi giúp, không biết ý đệ thế nào. Kỷ Lão Tam nói, đại ca, để đây còn tưởng là việc gì to tác đại ca cứ yên tâm đi đi, khi nào đại ca trở về, đệ sẽ trả lại nguyên vẹn. Thế là triệu viên ngoại cho người làm đưa đến nhà kỹ lão tam 30 vò sổ quý. Kỹ lão tam đem chúng cất giữ trong một phòng trống ở phía tây, rồi khóa chặt cửa. Loáng một cái mà đã hai tháng trôi qua. Gia đình triệu Viên ngoại đi mà không thấy có tin tức gì báo về. Một hôm, Kỹ lão tam nhớ triệu viên ngoại có gửi 30 vò sụ quý, liền mở cửa phòng để xem một chút. Khi ông mở cửa phòng ra xem, thấy 30 vò sụ đều dùng một loại giấy đặc biệt dán miệng. Trên thân vò sụ còn giấy dán màu hồng, trên đó đều ghi một chữ rất đậm. Kỷ lão tam dùng hai tay nhấc vò sụ lên rồi lắc qua lắc lại, nhưng lại không thấy có mùi vị gì Ông ta thầm nghĩ, vò sụ này dù dán kín miệng rồi thì vẫn có thể ngửi thấy mùi sụ chứ. Hai tay ông ta lắc đi lắc lại nhưng cũng không nghe thấy âm thanh của sụ. Cuối cùng, ông đã quyết định mở một vò sụ ra xem. Những thứ bên trong lại khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là sụ mà toàn là bạc trắng. Ông ta bắt đầu mở hết cả 30 vò sụ ra và đếm được đúng ba ngàn lượng bạc trắng. Kỵ lão tam nghĩ đây đúng là tiền trên trời rơi xuống. Nhìn số bạc này, kỵ lão tam nổi lòng tham. Ông ta nghĩ hết cách để biến số bạc này thành của mình. Cuối cùng kỵ lão tam nghĩ ra một chiêu thâm hiểm là đi ra ngoài mua rất nhiều rượu ngon về rồi rót đầy vào các vò rượu kia sau đó dán kính lại như lúc ban đầu còn số bạc đó, ông ta đem chôn xuống phần đất của nhà mình. Một tháng sau, gia đình triệu phi ngoại trở về. Kỷ Lão Tam liền mang 30 vò rượu kia trả lại. Khi Kỷ Lão Tam vừa đi khỏi, triệu phi ngoại mở các vò rượu ra xem. Nào ngờ tất cả bạc trắng đã biến thành rượu trắng. Triệu phi ngoại hiểu rõ, vậy là toàn bộ số tiền tích góp cả đời của mình đã bị kỵ lão tam chiếm hết. Ông cũng có ý định đến cửa quan để tố cáo kỹ lão tam. Nhưng lại nghĩ ta lúc trước đã nói với kỹ lão tam, toàn bộ các vò này là rượu. Nên việc ông ta trả lại rượu thì không kiện được gì. Việc này quả thật khiến ông đành phải ngậm bồ hòn mà im lặng. Có nỗi khổ mà không nói ra được. Triệu phi ngoại từ đó vừa nén giận, vừa nén u uất trong lòng không quá nửa năm sau thì chết kỹ lão tam thấy triệu viên ngoại đã chết không còn có người tìm ông ta đòi nợ liền dùng số tiền đó chi tiêu cho gia đình ông ta mua một ngôi nhà rất lớn lại cưới thêm mấy bà vợ bé quả thật là khi xưa nghèo hàng thì vắng vẻ hôm nay đông đúc như trại hội một hôm kỹ lão tam đang nằm ngủ mơ ông đang ở trong phòng uống trà Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người từ bên ngoài đi vào. Ông ta nhìn kỹ thì ra là Triệu viên ngoại. Triệu Phi ngoại trên vai có mang theo một cái bao, rồi nhìn ông ta cười ha hả nói: "Ta đến để đòi nợ đây." kỹ lão Tam đột nhiên tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi. Đúng lúc ấy, một nữ hầu đến nói với ông ta: "Xin chúc mừng lão gia, phu nhân đã sinh cho ngài." một công tử rất bụ bẩm. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, thì kỹ lão tam thấy bất ổn trong lòng. Ông luôn nghĩ đứa con trai vừa ra đời, có liên quan gì đó đến giấc mộng kia. Vì thế ông ta luôn cảnh giác với đứa con này. Thế nhưng đứa con này lại sống hiếu thuận với cha một cách lạ thường. Đến tuổi tới trường, kỹ lão tam nhờ mấy thầy giáo dạy cho cậu. Đứa trẻ này học gì cũng rất nhanh, thứ gì học qua cũng dường như không quên. Kỷ Lão Tam cũng từng khoe với mọi người, con trai ông là một đứa bé kỳ tài, tương lai có thể đổ làm quan. Sau một thời gian dài, giấc mộng kia cũng dần dần đi vào quên lãng. Năm đó, con trai của Kỷ Lão Tam tròn 18 tuổi và đi vào kinh dự thi quả nhiên cậu ta thi đổ làm quan thất phẩm. Gia đình kỵ lão tam, treo đèn đỏ khắp nơi, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Bạn bè, người thân đều đến chúc mừng trong bữa tiệc. Có một người nói, thời buổi này nhiều người dùng tiền mua quan. Thế nhà kỵ huynh cũng không thiếu tiền, chi bằng tốn chút tiền mua cho con trai chức quan to hơn một chút. Nếu như bằng lòng, ta có thể dẫn huynh đến gặp một người giúp huynh tất cả mọi người đang ngồi dự tiệc đều cho rằng đó là ý kiến hay kỹ lão tam nghĩ đứa con trai duy nhất của mình tài hoa hơn người làm quan thất phẩm thì quả là uổng phí mua một chiếc quan to hơn cũng được thế là kỹ lão tam bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một chiếc quan cho con trai của mình mấy tháng sau tể tướng quả thật đã phong cho con trai kỷ lão tam làm quan tứ phẩm đây cũng là một việc vui mừng kỷ gia lại tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhiều quan lại đều có lời ngỏ ý nhưng cậu ta không đồng ý một ai mà chỉ chọn thiên kim tiểu thư của một vị quan lớn trong triều đình thế là kỷ lão tam đành phải bỏ ra một số tiền lớn để nhờ bà mai mối làm giúp sau khi bỏ ra rất nhiều tiền thì nhà gái cũng đồng ý. Nhưng họ lại yêu cầu một lễ vật thật lớn. Không có cách nào khác, kỹ gia đành phải thuận theo. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi. Ngày đón dâu cũng đã định. Chỉ còn vài ngày nữa là tới. Kỹ lão Tam trong lòng vô cùng mừng, phấn khởi. Buổi tối hôm đó, ông ta sau khi uống mấy chén rượu thì đi ngủ. Giấc mơ của 18 năm về trước lại hiện ra trước mắt ông. Triệu viên ngoại cười ha hả nói với ông, Người thiếu ta một khoản nợ, ta lấy lại trong 18 năm, cuối cùng cũng phải trở về rồi, còn mang theo một chút tiền lãi nữa. Triệu viên ngoại vừa nói xong, còn đưa tay vỗ vỗ vào chiếc bao khoác trên vai. Quả thật cái bao khi ông ta mang đến trong giấc mơ trước là rỗng, mà bây giờ đã phồng to rồi, Triệu Phi ngoại còn nói tiếp, khoản nợ đã lấy xong rồi, ta cũng nên đi thôi. Kỷ lão tam giật mình bừng tỉnh. Đúng lúc ấy một người hầu hớt hải chạy vào báo, "Lão gia, không hay rồi, công tử bị bệnh rồi, ông mau đi xem đi." Kỷ lão tam vội vàng đến phòng con trai xem xét, không ngờ con trai của ông ta đã bị chết rồi. Kỷ lão tam ngồi vật xuống đất, mọi chuyện ông đều hiểu rõ. Hóa ra triệu viên ngoại gửi hồn làm con trai mình đến đòi nợ. Ông hồi tưởng lại mọi chuyện. Từ khi sinh con trai, đi học, đi thi, mua quan, đính hôn, thì cũng đã tiêu hết không kém 3.200 lượng bạc. Ông ngẫm thảo nào, triệu viên ngoại trước khi đi, còn nói là mang theo chút tiền lãi. Từ đó về sau, kỹ lão tam cả người cả của đều không còn gì cả. Ngày ngày ngồi bên lề đường ăn xin và kể lại chuyện mình lừa gạt hại người, nhằm khuyên bảo mọi người đừng làm việc thất đức, trái lương tâm. Bởi vì việc thiếu nợ người ta là đều phải trả. Nhưng mọi người đều cho rằng kỹ lão tam đã bị điên rồi. Thuốc chữa được. quả báo hiện đời trái thần kỳ cứu sống người đàn ông một mạng nhân quả không sai một ly bạn bè đều biết tôi tin phật do chơi thân nên hệ có gì thắc mắc về phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ hôm nay tôi xin thuật lại một câu chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tính tâm tốt lành. Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trưa xong còn dư giờ. Tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi và hỏi Nghe nói bạn đạo Phật hả? Phải, thế là chị B hứng thú hỏi tôi mấy điều về Phật giáo. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng bất ngờ là vì chị b và tôi vốn không quen thân quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần b chỉ biết tôi tin phật chỉ biểu lộ sự tôn trọng mà thôi còn cao hứng là vì b không phải là tín đồ phật giáo mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú muốn tìm hiểu khi đó tôi hỏi b vì sao muốn tìm hiểu phật giáo như vậy không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hay sao? Thế là bê kể cho tôi nghe câu chuyện có thật xảy ra cho chú của mình. Chú út của bê là một người sống rất có đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương. Ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu. Bao năm như một là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ, chú ra nước ngoài làm việc hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt. Cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú Úc trở nên giàu sang rồi, thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý mình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà một Phật tử thiện lương như chú, đột nhiên bị mắc bệnh ung bú mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như bơm đổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú lại bị ác báo như thế. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật Pháp, trách ông trời không có mắt. Vì sao thiện nhân không được thiện báo? Nhưng chú út của B vẫn thản nhiên vì hiểu tất cả đều là nhân quả nghiệp chướng đời trước ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh chú không còn chữa được nữa chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè tuy là chú không đỡ bỏ mặt cha mẹ vợ con nhưng một khi vô thường đến mấy ai có thể trốn thoát được chú tu trì thời khóa biểu bền bỉ mấy mươi năm như một ngày trọn bề hành thiện tích đức Vậy mà bây giờ gặp phải ác báo như thế này Ai cũng trách trời già bất công Nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi Còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết Thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt Nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn Ráng làm việc thiện thêm cho nhiều Rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh Bóng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh ngay lúc bê kể tôi nghe mà không còn dám tin nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra hôm nọ chú út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ trong lúc chú đang dạo tới dạo lui trong siêu thị thì tự dưng cảm thấy chóng mặt hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục màu trắng đang tiến về phía chú ông cầm lên tay ông cầm lên một quả trong hàng trái cây và bảo chú hãy mau ăn trái này nhé phải ăn ngay nhé lúc chú út há miệng định hỏi vì sao thì ông lão đã biến mất lập tức thần trí chú tỉnh lại ngạc nhiên hơn thì thấy trái quả kia đang nằm trong tay mình chú út nhìn quanh kiếm tìm và vội hỏi người thân có nhìn thấy ông lão mặc y phục màu trắng hay không mới thấy ông ta rõ ràng ở đây mà giờ đi đâu mất tiêu rồi cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên cùng đáp là không thấy ai cả chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi sự việc này quả rất khó hiểu chú không nói gì nữa vợ chạy sát cổng siêu thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nào ngờ chứng ung bú thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết thuốc chữa được đó. Sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, nhưng lai lịch bất minh kia rồi, thì tế bào ung bú hoàn toàn biến mất. Bệnh nhờ vậy được lành. Việc này khoa học giải thích sau đây. Sự việc là xảy ra đó, toàn gia chú út bắt đầu tin Phật vô cùng. Đồng hiếu là nhờ Bồ Tát từ bi gia hộ ngài cũng đã dùng đại lực uy thần trong u uẩn ngầm cố mạng chú việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước thiếu niên bớt lương một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Vũ Đại Sơn, có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng Chiều Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luôn phiên nhau hỏi, mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngày đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lây người tỉnh mạnh. Khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề, sung mãn. Bà sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh, ba năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa. Tứ chi nó quẩy quải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh, họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó, con đã tìm nè chăm uống đủ thứ thuốc nhưng vô dụng hết mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa thân thể của con này ngày càng suy lần này con đến bắc kinh khám họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở đài loan vậy đó không ai tìm ra nguyên nhân gì hết con chán nản quá trời quá đất luôn trước khi về đài loan con muốn lên ngũ đài sơn bái bồ tát vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán tháng ngài nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết người đang nói khoảng hơn ba mươi tuổi thân hình gầy ốm ngũ quan tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm ưu từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị lạnh nhạt ngài nói anh chẳng phải là đồ đệ ta không cần gọi ta là sư phụ ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về, mà thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này, cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta, bóng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói, Nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao Lý do nào mà ông không khám cho tôi Mà khám cho người khác không vậy Là còn muốn đuổi tôi đi về nữa Trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà Sư phụ sắc lạnh Và thật nghiêm Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình Mà ngươi còn dám đánh mắng thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta Câu này Khi anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi Anh có vẻ sững sờ Mắt mở to kinh ngạc sắc mặt từ đó phừng chuyển sang tái nhợt không nói ra được một lời các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta hơn một phút trôi qua anh dũng nhặn thưa Ngày ngài ngài sao mà biết việc của con trong đây đâu có ai quen biết con đâu ta đâu cần người khác bách vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kiệt Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình đi kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy được dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi, soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu, sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương. Mấy cái chuyện trộm cắp đánh nhau, chửi rủa người anh điều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy. Sau đó, bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi, rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bốc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận, đánh anh. Thì anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ, và tuyên bố, nếu ai muốn quản giáo anh, thì sẽ phóng hỏa, thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá, sinh bệnh, nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông. Lại sợ anh ở ngoài tạo họa, gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến sông thân tạ thế, thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là, một khối đá cứng cỏi ương bướng khó điều phục đã bị quy đức của sư phụ làm cho mềm nhũng, phải mộp đầu, phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ ngài đều nhìn thấu hết hòa thượng dịu dàng nói được rồi đứng dậy đi nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy có làm được không anh ta vui mừng nói lia <laughs> dạ được dạ được con làm nổi mà con nhất định sẽ sửa lỗi nguyện làm người tốt kể từ đây luôn được rồi ta thu nhận con làm đệ tử anh ta sung sướng dập đầu lia lịa người tài khám phòng cũng xôn xao đứng dậy thành kính chắp tay hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ hãy dựng hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện, bao giờ tạ tội xong, hãy trở ra. Sau một tiếng rưỡi, lúc anh đài loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật mình đã phát nguyện trước phật từ đây quy y phật môn sửa lỗi hướng tiện và sau khi phát nguyện xong anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái dường như bệnh tật đã lành tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt phật nói tất cả chúng sanh đều có phật tính đều có thể làm phật chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc phật lại nói biển khổ vô biên quay đầu là bờ buông dao đồ tể lập tức thành phật trước mắt anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch bị trời đất khiển trách phải cô mang hình phạt lãnh báo hiện tiền bệnh tật hành thân triền biên may gặp binh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh gộ tẩy tâm đổi mặt đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh tự nói Phật là vị đại y vương chân chánh Phật Pháp có thể trị bốn vạn tám ngàn bệnh Tôi là một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật Pháp vô cùng Phật Pháp tại thế gian Bước ly thế gian khác Chỉ cần chúng ta bình thường sống không cẩu thả mảy tơ Thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp Luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị Phật giáo là mê tín vậy. Vậy. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đỏ, tiết nhang là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi, khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt tiết nhang thấy tình cảnh này vừa gọi điện cho tôi cầu cứu tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ sư phụ bảo tiết nhang trao điện thoại cho mẹ bé rồi nói nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản tôm cua cá không họ đáp dạ phải Dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè Mà chúng tôi cũng vậy nữa Sư phụ bảo Nếu bây giờ hai vị phát tâm Không ăn hải sản nữa Và chịu niệm Phật siêu độ Cho những con vật đã ăn qua Thì con các vị Sẽ lập tức ngưng khóc ngay Họ không hiểu Chất vấn Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc Ăn tôm cua củ cá của chúng tôi chứ Sư phụ giải thích Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp: Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan mà đạo này không cấm ăn các thức hải sản tươi sống. Sư phụ nói: Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù. Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận. Tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát, dọa, hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không chăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá tức là khiến nó sợ hãi khóc mãi không ngừng quan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn lo lắng tâm lực tiều tụy như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù phải biết các ấu nhi dưới ba tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông. Nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau ba tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn quan gia không quý nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa hai vị cần tuyên bố như vậy. Rồi sau đó, phải vì những con vật mình từng ăn qua, niệm thánh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, để siêu độ chúng. Làm được vậy, thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do chờ một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa sau đó sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu nam mô a di đà phật họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn điều này khiến cho ông chủ đài loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động cất tiếng cảm tạ sư phụ Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ. Hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua, siêng năng điệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết. Từ đây về sau, còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ. Nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi, thỉnh một số kinh sách về đọc. Hai vợ chồng đều hứa, nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Phí phạm của trời, tội rất lớn. Một ký giả tờ báo X, nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp, chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị. Một hôm, cô hỏi sư phụ, Con bị bao tử nhiều năm, đã chữa trị mà không có thấy kết quả, có phải do đời trước con làm điều gì xấu không? Sư phụ hỏi, Phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao? Đến mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi ký giả kinh ngạc nói trời ơi sư phụ đúng là có việc này từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao vậy mà cũng có tội sao sư phụ cười nói phải biết phí phạm là tội rất lớn lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng lo bụng nhưng con gì không ưa thấy không hạp khẩu vị nên bỏ nó như vậy rất lãng phí phải biết trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói còn phải cảm thấy xấu hổ vì điều này lại nữa quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực chà đạp thức ăn nên đời nay mới bị quả báo như vậy nếu đời trước ném bỏ đồ ăn thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt vì vậy con phải tuyệt đối cẩn trọng không nên phí phạm nữ khí giả tỏ vẻ ăn năn hỏi con phải làm sao đây sư phụ phải phát tâm sám hối từ đây về sau thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi, Con cũng lại lưng hoàng sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. <cười> Rất tốt. Sư Ly Diệu Dung Năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh, hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cá thảy có 38 vạn từ và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này như vậy thì máu đâu cho đủ cô sẽ bị yếu sức đó cô sinh trong một gia đình đầm ấm dung mạo mỹ miều tánh tình hiền thiện cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý sau khi tốt nghiệp hành nghề được hưởng chế độ rất ưu đãi lương bổng cực cao nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô dưới sự hướng dẫn kiên dị của người mẹ phi phàm cô đến núi thanh nguyên tỉnh giang tây được hòa thượng thể Quảng, đào cao đức trọng xuống tóc cho chùa vân môn là đào tràng cô thường ở tu hành cô bắt đầu công tác gánh phân bước vào con đường khổ hạnh vì nữ nhân tài phật giáo có nhiều hành quyền hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay nhiều người nghe danh rất khâm phục tán thán tôi và mấy vị tín đồ giang tây cùng các đệ tử quý y hòa thượng thể quản có dịp ngủ nơi đây hơn mười ngày đích thân chứng kiến cảnh sư ni diệu dung tu hành khiến những người từng học phật mười mấy năm tuổi gần sáu mươi như chúng tôi phải thầm xấu hổ vì thấy mình còn kém xa có lần dùng cơm xong mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi ni diệu dung phát hiện chén của cư sĩ nọ ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói, đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn dùm. Ông chẳng nên bỏ đầu dư, lãng phí như vậy. Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ chịu lời, cảm động bảo. Sự dịu dung thật hết biết. Vì quý tiết từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người, chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư dự kiến ngồi chung bàn nói, chuyện này mà nhầm nhò gì, đồ người khác nhỏ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn. Cô giống hạnh nguyện ngày tiên hóa ở Mỹ rồi. Phải biết, cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cạnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói, thức ăn chúng ta dùng đây, quả thực ngon, tốt hơn nhiều. So với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng, có qua tây tạng hành đạo rồi thì thức ăn nào cũng nuốt được hết có nếm khổ gì thì cũng không thấy khổ nữa cô kể lúc mình mới xuất gia làm sa chi nhận công tác phải gánh phân do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng dù có mang hài cũng khó tránh giảm đạp lên phân nên lúc lên điện để tỏ lòng cung kính cô cởi hài bỏ bên ngoài chỉ mang vớ vào điện nhưng vì hàng ngày thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần, chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng sư Diệu Dung vẫn nói, đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó, bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp, nên cô phải về nhà mẹ bác sĩ chuẩn khá nói cô bị phong thấp nan y dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim gây nên chứng bại liệt cô nghe xong không sợ hay hoảng kinh chi chỉ là trong lòng bất an vì thế mình tuổi còn trẻ chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo như vậy thiệt là sống không bằng chết sau đó cô khấn nguyện trước bồ tát đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này, dùng máu huyết chép kinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo. Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào mười ngón tay lấy máu, không đủ dùng, nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lãng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang, mà bản thân tôi không hề hay biết, và hoàn toàn không nhìn thấy. Đây có thể là nhờ Phật lực gia hộ, khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ lúc tôi chết xong bốn nguyễn kinh máu thì hai chân hết phù thủng khôi phục bình thường thật là phật bồ tát xót thương gia hộ khiến tôi có được mạng sống mới tôi cảm kích đến rơi lệ không sao báo đáp cho cùng tôi chỉ biết âm thầm phát thệ nguyện đem thân này cúng dường phật bồ tát hằng giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận dị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết. Hôm sau, đi y viện kiểm tra, bác sĩ rất kinh ngạc. Ông tuyên bố, tôi hoàn toàn hồi phục. Khi mẹ thấy tôi hết bệnh, bà rất mừng. Đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi. Bà nghiêm nghị bảo. Sư Diệu Dung, bệnh cô đã lành, hãy mau thu xếp về chùa. Cô là người xuất gia, ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu. Đương nhiên, khi nghe những lời lạnh nhạt, chẳng có chút tình người như vậy, tôi thật khó tiếp thu. Phải gắn kiềm chế để nước mắt không trào ra. Tôi giận dỗi nói. Con đi liền đây! Thấy là, tôi tôn góp hành lý đơn giản, bước ra kêu xe. Khi xe sắp chạy, tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ. "Quách cư sĩ, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó." Xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lau dung vút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về, sẽ tu hành bê trễ. Chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học Phật, là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con. Mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào, chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo mẹ yên tâm nha mẹ. Như mũi tên một khi đã bắn ra, không bao giờ quay về. Con đã bước vào đường tu, thì sẽ không quay trở lại. Con sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh, cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ tỉnh cầu, Ni Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên dự định sẽ thu nhận những cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật, nghe kinh, pháp, tu hành. Đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ, lo hết tất cả từ ăn ở, thuốc men cho đến vãng sinh. Các bác sĩ hộ lý cùng những phục vụ viên hoàn toàn là tình nguyện, phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở chỉ cần đóng phí thức ăn do gia đình quyến thuộc cung cấp. Phần còn lại, đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận. Do nhân viên, bác sĩ hộ lý không cần đền đáp, nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Dung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp, góp tâm góp sức, hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Dung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thường trụ ở đây, hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh, đúng như dự tính, thì sư phụ và tôi, cùng các huynh đệ, rất sẵn lòng giúp ni diệu dung, cùng mọi người tù hội ở đây, dụng công tu tập, thành đạo bồ đề. Bài văn dưới đây tôi viết, theo danh xưng ngôi thứ nhất, để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật, nhằm giới thiệu truyền thực về sư diệu dung từ sinh ra đến xuất gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị ni ưu tú trong Phật giáo và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ. Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Dung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh nghĩa là tên và địa danh điều đổi không ghi thật tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu tôi muốn chấn chỉnh lại những quan điểm sai lầm hiểu trật về người xuất gia không những tôi hy vọng ni diệu dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới mà còn hy vọng ngày càng có nhiều phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp Hoằng pháp phật giáo cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội dùng đức trị nước dùng lực tu để báo ân bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia bao gồm cả tôi mười năm về trước luôn ngộ nhận, cho rằng, những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổ phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàng, nên phải đi xuất gia, để kiếm cái ăn, cái mặt, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn, có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp, còn những vị có trí xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phụng hiến, hoàng pháp lợi sinh như sư Diệu Dung, thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các phần tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Các tu sĩ này, mỗi mỗi, đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời nên không thể giới thiệu về các vị ấy cho nên mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết mẹ của sư diệu dung rất giỏi thi thơ hội họa là bậc nữ lưu kiên cường đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia hòa thường thể quan là cao đồ ngài hư vân từng tán tháng bà là thánh mẫu tôi cho rằng lời này tuyệt không phải là nói đùa mà giống như ấn chứng xin nói rõ bài văn này là hành vi riêng của cá nhân quả khanh không liên can đến sư diệu dung nếu có điều gì khiến cho quý vị phải trách thì đó là lỗi của tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm sau đây là bài viết mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm vấy bận bùi trần do tâm bị vô minh che lấp khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng khoan minh vì vậy cần phải quét sạch trần cấu theo nhà phật phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối một trong các thiện hạnh như tụng kinh lễ phật niệm phật trì chú vân vân tổng giám đốc trần là nữ doanh nhân chủ một đại xí nghiệp thành đạt bà học phật đã hơn hai năm dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi kể về tình trạng sức khỏe của mình, bà than thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lễ về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà, xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được. Vội hỏi bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Bà Trần rầu rĩ nói. Trời ơi! Tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài quan giả, như đà điếu, nè rùa, thỏ rừng, gà tuyết, đọc xà thậm chí cả cá sấu nữa nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần hơn nữa lại là dạng thịt đông lạnh người ta đã giết sẵn trước đó rồi Tôi giải thích mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt nhưng chính bà là người đứng ra mời khách tự xuất tiền cho vụ tàu ác nghiệp này phải biết những loài động vật quan dã tương tự cá sấu có tính linh rất lớn. Chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh? Lý do như sau: Chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ dai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật quan dã, nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh địa tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh địa tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà Tổng Giám Đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lễ, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ. Chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạng, nóng nảy hẹp hòi, sám hối, mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng, ẩn hiện, dưới uy lực chân thành sám hối của bà. Chúng sinh tâm tha thứ hỷ xã, rồi từng tớp từng tớp cùng bay lên trong dốc lá đã vãng sinh vào thiện đạo sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc cả hội trường nhốn nháo cùng nhau thú tội thế là anh một câu tôi một câu ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi lao sao từ kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ sức mạnh của sám hối đúng như Phật từng thúy trong kinh nghiệp báo sai biệt, như sau. Nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ác có thể nhổ sạch tầng gốc, mọi ác nghiệp.